Xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây, và chúng ta đang ở triển lãm Bách Thuận. Chúng ta chuẩn bị đi theo bạn Tuyên Tú để bàn giao và bắt tay và bàn giao tác phẩm Si, quý vị nhé. Một tác phẩm Si nghệ thuật mà bạn Tuyên Tú rất là tâm đắc. Nhưng mà hôm nay thì kênh Yêu Cây mới phát hiện ra là bạn Tuyên Tú sẽ bắt tay giao lưu với lại anh em Bách Thuận. Đây, quý vị ơi, đây là một và đây là hội 82 nhé Cúc nhá. Đây là các bạn trong hội 1982 bàn giao. Xin mời bạn Nhật vào chứng kiến đây. Các anh ơi, lùi lại để chụp kiểu ảnh nhá. Xin mời khán giả đứng sau đi. Khán giả đứng sau. Rồi, chúc mừng hai anh. Các bạn nào trong đội 1982 có ở đây không ạ? Các bạn hãy đứng cùng với cả hai bạn trong đội của chúng ta trong ngày hôm nay. Rất là vui được đến với triển lãm của Bách Thuận. Và vui mừng là các anh em trong đội 1982 lại nhường nhau tác phẩm rồi. Không còn gì vui hơn nữa. Xin mời các bạn Đăng Dũng Hoàng Giang, bạn Chủ tịch Lâm, bạn Trần Trương, bạn Lâm. Các bạn đứng sang bên Cúc này đi. Các bạn mà không đứng là tôi đứng đấy. 1 2 3 rồi nhá. Kim Cúc ngồi đi. 2 3 nào. Chạy vào đi, thảo chạy vào đi. 2 3 nào. Rồi ok. Xin chúc mừng. Ngoài trời đang nắng khoảng 45 độ. Chúc mừng hai bạn nhé. Chúc mừng cho các bạn cũng như là chúc mừng cho làng cây hôm nay rất là nhiều. Ở đây chúng ta sau khi xem anh em bắt tay thì chúng ta sẽ ngắm kỹ tác phẩm lão. Làng lão Tùng ở Bách Thuận đang cực kỳ nóng quý vị nhá. Chúc mừng các bạn nhé. Tuyệt vời quý vị ạ, một tác phẩm mà bạn Tuyên Tú rất là tâm đắc. Nhưng mà chắc là hôm nay là mình sẽ trao lại cho bạn mình đúng không? Nếu như không phải là trao cho bạn trong đội 82 thì tớ chưa trao. Bởi vì tớ gặp tác phẩm của bạn ở triển lãm rồi. Nhưng mà và tôi biết là bạn rất là tâm đắc. Tuyệt vời. Bạn đứng là cho tôi xin một kiểu ảnh riêng để chia tay với lại tác phẩm đi. 1 2 3 này. 2 3. Ok, xin